có mấy bà đi 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 sắn qua lọ đó nha, chạy từ từ đó 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 đó, mới nói luôn đi. Quá nữa nội đấy nữa nè anh. Ok chị gái kìa kìa, trước mặt là bà đó mới chuẩn bị qua lọ nữa kìa. Ok kìa xài với chạy với bà nội đi, nếu qua không càng nhìn xe luôn mới ghê đó. Hey, ok và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game ETS2 và cùng nhau trải nghiệm ETS2 online nha các bạn. Hiện tại là mình đang có mặt tại một cái này nó gọi là một cái khu vật liệu xây dựng các bạn, tựa lơ đỏ cho các bạn. Và hiện tại là mình đang trên một cái con xe đến từ thương hiệu Hyundai. Và con này là con xe Ben nhá. Và không riêng mình các bạn, và đồng hành với mình sẽ là thằng Tiến Đạt. Đạt chào mọi người, Đạt đây. Hello mọi người. À, tại các bạn biết tại sao ngày hôm nay Đạt nó xuất hiện các bạn. Đây là cái map mà ngày hôm nay mình trải nghiệm, nó tên là ICGF của Indo. Và Tiến Đạt ấy các bạn, nó đã fit lại cái map này hoàn toàn thành cái tay lấy thuận ấy. Tức là hồi trước ấy các bạn, để chơi cái map này ấy, nó là tay lấy nghịch. Đó, mình chạy nó không có giống Việt Nam. Đấy, nhưng mà thật ở lộn như, nhưng mà Đạt ấy nó đã fit lại rồi, ngon lành các bạn. Nói chung là cái map này mình đánh giá rất là cao vì nó đường nó kiểu giống làng quê, rồi những cái đoạn đường núi, những đoạn đường nhỏ, những cái đường gặp gền nguy hiểm với nọ nó cũng rất là nhiều các bạn. Đó thì cái bản mod này thì Đạt nó chia sẻ miễn phí luôn bạn. Đấy, đó là vấn đề các bạn. Nên là bạn nào muốn trải nghiệm thì các bạn có thể là truy cập lên cái trang web là tải mod.com này nè các bạn. Đó, rồi các bạn hãy tìm đến cái tên của cái bản map đó là bản đồ làng quê ICGF by Tiến Đạt nè các bạn. Mình để tên đây cho các bạn nha. Rồi các bạn lên, các bạn tìm, các bạn tải và các bạn chơi giống mình. Thì ngày hôm nay các bạn, mình với Đạt sẽ trải nghiệm hai cái con xe Ben. Đó, mình thì sẽ chở cát, còn Đạt bên kia đó qua đó cho các bạn xem. Đây, xe Đạt nè các bạn. Đó, nó sẽ chở chở đá các bạn. À. Đó, thì mình với nó sẽ trải nghiệm một cái con đường này là cái con đường trên núi nha. Đây, mình sẽ xuất phát từ đây nè, mình sẽ chạy xuống núi như này và sẽ đi ngang một cái chợ, một cái đường hẻm nữa các bạn. Nói chung qua cái đường rất là nhỏ giống cái làng quê mình luôn. Đó, thì cái đường ngày hôm nay đi nó cũng khá là gập ghềnh khó đi cho các bạn, mà hai anh em tôi sẽ cố gắng hoàn thành chuyến hàng này. Đây, và ngoài ra thì trên xe cũng có thêm con ghệ nữa các bạn, với con chó nè. Ok, hãy đi trước cái gì Đạt, nó dẫn đường đi Đạt. Đi luôn nè. Tiền nè. Ok, giờ mình sẽ nhắn ra các bạn. Con xe Ben này là nó có thể là nâng hạ cái thùng Ben được luôn các bạn, nhưng mà để tới nơi thì mình sẽ nâng các bạn xem. Bây giờ là chở cát đá xuống núi nha các bạn. Đấy, đường mới ra là thấy đường đất các thứ rồi. Quay đoạn này nó còn đá nhồi nhồi nữa. Đi đường này về cái hết tiền sửa giảm sóc xe luôn anh. Ừ, đi đường này về quá, thay ship xe nhúng luôn á. Cái con xe Ben này các bạn, nó có thêm một cái miếng để che mưa che nắng ở trên nè các bạn. Đó, nhưng mà Đạt nó nhìn đang tháo rồi. Đóng lại thử coi tao thấy không Đạt. Ở đó đóng được đấy các bạn. Đó. Hình như là mình cũng mở được hay sao ấy. Đây mình đã mở được các bạn. Đó. Quay. Cái dốc. Xuống cua. Cái đoạn này mình xuống thấy dễ lắm ấy, nhưng mà lên cực kỳ gian nan. Ủa đường nó trơn ơi. Thường cái miếng này nó đậy lại các bạn biết tác dụng là gì không? Nó kêu chạy đừng có cho bụi đá này nó văng xuống đường các bạn. Nhưng mà Việt Nam mình là ai để ý mà cái đó chạy đầy đường luôn. Ui, đừng xem. Tính ra nguyên cái map này đều có cái đoạn này là đường đất ngon vãi chữ nha. Map này chỉ được cái đoạn này là đoạn này thấy là xịn nhất luôn ấy. Còn những cái đoạn mà ở trên đấy các bạn, những cái đoạn khác ấy thì nó là đường trường mà chính là đường giữa. Còn đường này được cắt ngon này các bạn. Còn một đoạn đường đất là nó ngắn quá. Nhưng mà đường nó ngắn nhưng mà nó nhỏ, mình bò thôi. Quay rồi nó còn làm gạo nữa nè. Với chữ
mới update đó, giờ chạy nhanh mà đánh lái cái là nó trơn lắm luôn ấy. Nó trượt bánh luôn ấy. Ờ phanh gấp ấy, nó trượt bánh luôn ấy. Game càng ngày nó càng thực tế mà trơn các bạn. Núi game giờ có adaptive cruise control nè. Là sao? Anh cài cruise control đúng không? Anh chạy 80 đúng không? Em chứ anh em chạy có 60 thì nó chạy có 60 thôi. Tự giữ khoảng cách cho anh. À là nó giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước luôn hả? Đúng rồi, anh cài 80 nhưng mà xe nó chỉ chạy 60 thôi. Nghe giống Tesla đó, này phải nữa phải ra đường trường để test mới hợp lý mà. Thì bật nó lên đã. Giờ đi xuyên cái rừng thôi sao ấy? Xuyên núi nè. Dạ dạ. Hình như là còn một cái đoạn đường, hình như là phía trước gì cả. Nhớ có một cái đoạn núi cao lắm luôn ấy. Đi ngang một cái cánh đồng nữa rồi một rồi mới đi vào một cái khu làng, khu nhà nhỏ nhỏ nữa. Như đoạn đây này, là cái đường lên núi này hay sao? Ở cái này như lên cái đoạn núi nè. Xe này tính ra mạnh đấy các bạn. Gì đây? Bên em ơi. Ông anh ơi. Ok kìa. Để mình đóng cửa sổ các bạn, nó giờ mở cửa sổ nghe ồn vậy chứ. Ồ, cái đoạn này thẳng nè. Như phía trước cái đoạn này nó bị đá nữa kìa. Đá nữa. Ừ, nó chứ bị nhúng nữa nè. Ui, các bạn nhìn cái cầu xe các bạn. Lắc lên lắc xuống. Nhưng Đạt nó chạy xe 3 cầu các bạn ơi. Rồi đúng rồi. Đạt nó có 3 cầu thôi, còn mình là 4 cầu rồi các bạn. Ủa cái cầu này có nâng lên được không ta? Xe này đâu có nâng cầu được hả? Nhưng không mình nè. Thường cái cầu xe các bạn, thường là nó nhiều cầu ấy thì chở những cái hàng nặng, cái ma sát nó hạn chế hơn rất là nhiều. Cắt cùi á. Cái này chợt bánh ấy, chạy nhanh là chợt bánh luôn ấy. Đây phía trước là cái cánh đồng này các bạn. Đó. Chỗ đó là như một cái đường mà hai bên là vực thẳm luôn ấy. Từ ngay mà đổ dốc nhanh xuống là trượt bánh ấy. Cái GPS kìa. Tao có coi GPS đâu, đâu. Nó chạy đường này nó là có con đường cứ chạy ra. Ui, cu gắt thôi. Chạy cứ như là spin thread vậy các bạn. Này. Cái đường này bữa nào để hai anh em tôi sẽ trải nghiệm cho các bạn xem là chạy đầu kéo và kéo thùng hàng nè các bạn, nó mới hấp dẫn quá. Chừng đi bên trái là sập bên quý. Chỗ cái gì? Có lỗ à? Ờ cái rảnh đó đi là sập. Ok, nó trúng cái gì? À không có gì hết. Vậy mà cũng cài gầm được nó, hiểu luôn. Rồi. Hết cua rồi đấy. Bây giờ là mình sẽ bắt đầu lên cái đoạn mà đường núi rồi. Đó, chỗ này là hai bên nó sẽ là cái cánh đồng với lại là hình như là một cái hồ nước hay sao ấy. Đây bên phải là cánh đồng nè. Đó. Lên dọc cái bê. Chỗ này nó như là có ông chạy xe đạp nữa nè, kìa ổng kìa. Đây ông đợi xe đạp rồi các bạn. Đấy. Có kẹt không? Wow, đó là đẹp nha. Đó là quê quá. Nhìn cứ như miền Tây luôn các bạn. Và đó này là ruộng nó bậc thang. Cái lúa chín này thì anh quý. Xuống hái ăn nè. Đây, lên đây là lên à, lên đây là như là lên khu cái khu nhà nè.
nào anh em mình lấy xe vô lút hết lúa nha. Cái trong game này nó có vận chuyển cái máy cắt lúa ấy, cái máy cắt lúa trong Farming Simulator ấy. Máy gặt đập liên hợp. Đây đâu này là vô khu khu nhà ta nè các bạn. Cái đường này đánh lái trơn lắm các bạn ơi. Ai da, cái gì nữa vậy? Ok á. Thầy. Đúng vậy. À cái gờ đó. Xe tính ra gầm nó cũng thấp chưa. Rồi em ơi. Đấy, đường đúng nhỏ luôn ấy. Cái đường này tính ra nếu mà có xe chạy ngược chiều là không biết kiểu né sao luôn ấy. Người dân đi lại đông quá. Có mấy bà đi sắn qua lọ đó chứ. Chạy từ từ đó, 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 đó mới nói luôn. Đổi đi anh. Ok, chị gái. Kìa kìa, trước mặt là gì bà đó mà chuẩn bị qua lộ nữa kìa. Ok ok. Xài ơi, chạy với bà nội đi. Nếu qua không càng nhìn xe luôn mới ghê á. Chỗ này như có cái bến xe này các bạn. Đây. Bến xe quê nha. Ai muốn đi lên thành phố bây giờ bánh xe rồi nha. Ôi xe trong này cái đầu kéo vô đây đậu nữa mới ghê. Quý ơi xe anh còn tải không? Hốt đống kia về bán nốt anh. Đây à? Xài à. Để xúc lên luôn các bạn. Nó đắt rồi đó các bạn. Trong này thêm đống đắt rồi đó. Mình đang vận chuyển đắt rồi các bạn đúng không? Có phóng viên làm gì kìa anh Quý? Uầy! Uầy! Hai con bỏ làm gì đó các bạn? Uầy! Hai đàn còn đứng quay phim nữa đấy chứ các bạn. Xịn quá chứ. Hai con bò nó đang giao phối cho các bạn. Ui! Gà ngoài lỗ nữa kìa. Nè 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 nè! Gà em ơi! Nè nè gà em ơi! Trời ơi! Trời ơi! Ui! Được cái đống gà luôn nè. Đúng kiểu ở quê luôn các bạn, thử ở quê gà nó thả lan, nó không có nuôi kiểu trong chuồng này nọ đâu, cứ thả lan vậy đấy. Từ này các bạn thấy là hai anh em tôi chạy cái con xe ben này là nó đã gọi là ngắn rồi đấy các bạn. Chứ mà chạy đầu kéo mà gặp mấy cái chướng ngại vật như vậy nó qua cũng hơi gian nan ấy. Cố gắng anh ơi. Trời ơi, cái đường nó nhỏ còn xây tường nữa trời ơi. Hai bên xây tường rồi nè các bạn. Kính cổng cao tường luôn. Trời ghê thì mấy bà đội đi qua lộ nữa đó nha. Ôi, cảnh sát anh ơi. Đâu, 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 đâu. Như đây nè. Đâu. Không, em nhìn lộn. Mày xe người dân mà. Quê này làm gì có cảnh sát xe hơi. Em tưởng tao kiểm hàng lậu á. Ôi có người băng qua đường. Được à? Có anh cắt đầu xe em luôn nè. Phải hai người lâu chứ. Kè 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 kè. Anh Mỹ đen cơ mà. Rồi qua đây. Khổ mấy người dân đây được chứ các bạn. Đường như đường của bố thôi chứ đi. Ui ui ui. Còn hát cán mà nói đó luôn. Ui cái hẻm nó dài nha. Ui. Người dân băng qua nhiều quá. Nếu cái đường này ấy, người dân đi qua lộ hoài luôn ấy, né vậy liền.
Cái đoạn này nè các bạn, hình như là ra ngoài lỗ lớn luôn mới có xe nhá. Đoạn này hình như là không có xe chạy. Ây da da. Rồi, ok, sao tao qua không lọt? Ảo đấy à. Thằng Đạt qua để lọt vái chứ mình qua cái dính nhờ. Chủ xe đâu à, đậu xe kỳ anh trai. Đúng mẹ luôn. Nó không biết mấy xe mà đậu kéo nó vô đây rồi nó quay đầu kiểu gì nhờ. Như nó chạy xuống công ty nãy mình đứng ấy xong nó quay lại. Đi hơi xa. À như ga nè các bạn ơi, ga khỏi khu khu dân cư. Rồi tiếp tục cái con đường đất nữa. À chỗ này nhớ là có mấy cái vũng nước nè. Ê, đi phải né. Ờ kìa. Cảm né vũng nước à. Sẵn xuống mà chừng cãi gầm đấy. Nó chơi đi xuống vũng nước rồi kìa các bạn. Cãi gầm cao mà anh. Đi được. Tao đi tao sợ cãi gầm quá liền. Được đi. Thôi là con này nó ngắn ấy, nhưng mà cái gầm đó mình nghĩ nó cũng cỡ xe khách đó các bạn. Mình chạy xe khách, mình chạy xuống cái lỗ đó toàn cãi gầm đó mà. Để mình chạy xuống thử nè. Quầy nước phúng luôn nè. Này chạy chậm mà chắc xuống được ấy, mà chạy nhanh là coi chừng nó cãi gầm ấy. Ôi, mấy dụng nước luôn. Về ngửa xe luôn các bạn ơi. Đấy, vô được nhựa đó nè. Nó vô được nhựa ngon đấy. Rồi lên một cái dòng nữa. Như ra ngay cái chợ luôn nè các bạn. Đây nó có một cái chợ rất là sầm uất luôn. Ủa, đó, sao có lộ nữa kìa. Mấy chị ơi, nhìn xe giùm em mấy chị ơi. Đây, như là phía trước cái chợ nè các bạn. Trời ơi, né bà nội nè. Đẩy. Kìa ông chạy xe đạp sẵn cái lộ đó kìa. Ui. Đây, cái chợ nè. Ủa. Đây tới cái chợ này đúng không? Ờ đây cái chợ nè. Trời ơi, ông nội xe đầu kéo chở gỗ lậu đậu đây nữa trời. À, cái này là ra cái lộ ngã ba đường trường luôn rồi nè. Quảng trái ngày mai đi tổ đậu nhiều quá chứ. Xe ôm nữa kìa. Rồi cái trái đi. Ok. Đó, ra được lộ lớn rồi đấy. Chỗ này nó là cái bến xe nè. Đây các bạn. Đây. Nhà mình ngay chỗ cái cây xăng em nhá. Vậy chở về nhà luôn. Ở sao không thấy xe nhờ? Anh có tắt chất fit thôi người ta. Anh tắt hay sao? Giống như anh tắt chất fit đó nhờ. Coi coi. Chắc fit là ta. Ờ tụi mình tắt mẹ chắc fit các bạn. Cày thế à. Để mình đặt lên này có xe chạy em nha. Bây giờ chạy ra ngoài lỗ này là thường là nó sẽ có xe chạy các bạn. Rồi ta nhà ta ngủ hết rồi các bạn ơi. Rồi đi chậm hay tấp vô đây chờ xe lên nè. Thì chạy lên kia luôn đi em. Có gì đâu. Đây chỗ này là có một cái chạm dừng chân nữa nè. Chạy chậm thôi. Có CBS luôn. Đây có một con rồi đấy. Nãy mình tắt chất phím các bạn. Bởi vô không thấy thằng nào vậy. Có đi hút không đấy nhờ. Có chưa?
mà. À, còn tiết trên kia là. Đấy, bình thường thì các bạn là cái map này á, nó của cái tụi Indo nó làm ấy, là nó sẽ chạy giống mình như vậy, nó chạy ngược bên này nè. Đó. Nhưng mà cái map này hiện tại là đạt nó đã fit lại. Các bạn thấy là xe nó chạy giống bên cái tay lái của Việt Nam rồi không? Và cái map nó rất là đẹp luôn các bạn. Nếu các bạn nào mà theo dõi cái kênh mình hồi xưa ấy, đa số là mình chơi cái map này không à. Đường này cho chạy 40 mà thằng này nó vượt mặt tôi luôn nè các bạn. Thấy chưa? Thấy kìa. Sửa đường nè. Đường chạy 40 mình chạy 43 mà nó qua mặt mình luôn rồi. Xe chạy vô chỗ sửa đường luôn. Ảo mà. Ok. Công an lụm mình luôn à. Ê tới nè em ơi, tới em ơi, tới em ơi. Đây rồi, vô nhà em ơi. Đấy, nhà cao cử rộng quá chứ. Thì con vô được không nữa đó. Từ bánh chơi, đợi em tí, để em vô nhà em. Ôi, nhà xịn quá chứ. Ôi, còn siêu xe đâu trước nữa kìa. Nếu bữa nào anh em tôi lấy siêu xe ra chạy quá rồi. Có chỗ nào vô em? Ê, lùi vô cái đường nhỏ được không ta? À, không được. Làm sao để chạy vậy nè. Đậu đó luôn đi. Quên bị đổ giữa xăng luôn à. Đổ luôn à. Để mình đổ giữa nhà luôn các bạn. Đổ xuống cái bồn hoa dưới này nè. Bị góc nhà chửi không anh? Không sao đâu em ơi. Đổ xuống bồn hoa luôn. Cái xăng này các bạn, cái đường nó đi nó nhỏ xíu làm bồn hoa bự quá chứ. Nhà dư đất quá rồi. Ok, phải cán luôn à. để mình lùi lại luôn các bạn. Ủa mày đổ tao có thấy không ta? Hình như đâu thấy đâu đúng không? Không anh, đâu thấy đâu. À, người nào đổ người đó thấy các bạn. Đây, mình chạy vô đúng vô cái đây. Đấy, gì nó mới không cán. À, nó đổ mình không thấy các bạn. Đây, bây giờ tới mình đổ nè. Mày mở cái đầu che ra. Đấy, bèn xót. Mày nhầm. Hả? Ơ. Cái nút bên của mình là nút nào nhỉ? Ok. Từ số. Chưa cài nút cái sao ấy nhỉ? Để mình gần kiểm tra. Đây. Mở cửa. À, nó bị lỗi. Đây rồi. Đây các bạn. Giờ mình bên lại, mới chỉnh lại nút. Đây. Đó. Sợ nha. Này, nó sẽ... Ok. Ủa, đắt đó, cô ta nó cũng đổ xuống đó mày ơi. Em không đâu rớt xuống đâu. Ủa, tao nhớ trước như có rớt cái gì mà nhờ. Ủa, có không ta? Cái một đô xuân, cái một đô xuân mới có. À, vậy là cái chiếc xe Ben này nó không có có rớt cái đất xuống các bạn. Cái mod mà thùng hàng mà của container ấy nó mới rớt xuống. Ảo vừa bây giờ được chạy đi đó. Thì cuối cùng thì hai anh em của tôi đã vượt qua được một cái chuyến hành trình đi từ tiết trên này nè các bạn. À, nhớ chưa, nó có đoạn đường đất là duy nhất trong cái map này, trải nghiệm rất là xịn sò, đường nhỏ luôn các bạn. Ok các bạn ơi, vừa bị văng game xong luôn ấy, và bây giờ là hai anh em tôi đã quay trở lại rồi. Và hiện tại cái map này như mình đã nói thì nó có thể là các bạn có thể là tải và chơi hoàn toàn miễn phí luôn. Đấy, đạt nó đã fit và nó chia sẻ miễn phí cho các bạn, nên là các bạn nào muốn trải nghiệm giống anh em tôi ở trong cái clip này thì các bạn có thể là truy cập lên trang web, đó là tải mod.com này nè. Đấy, và các bạn hãy tìm ngay cái mục tìm kiếm ấy, nó là cái tên đó là bản đồ map làng quê ICGF by Tiến Đạt. Đó, thì cái map này các bạn hiện tại là mình đang chơi trên bản 1.48 và theo Đạt nó bảo là chơi được trên 1.47 luôn. Đấy, nên là các bạn nào mà có hai cái phiên bản game này thì các bạn có thể là mod vào chơi ngon lành cầm đào luôn các bạn. Và cái map này thì nó kiểu là cái map nó rất là rộng nha các bạn. Đây, các bạn thấy là rất là rộng luôn, và đường nó là đường nhỏ, đường quê, nói chung là giống miền Tây, và đặc biệt nó có những cái đoạn đường ngoài biển nữa. Đấy, rất là đẹp luôn. Đó, thì bạn nào mà thích có thể là tải về chơi. Đấy, còn bây giờ tôi sẽ kết thúc video này tại đây. Nếu các bạn thấy hay đừng quên để lại cho tôi xin một like. Còn bạn nào mà chưa ấn đăng ký kênh của tôi thì đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ kênh của tôi nha. Còn bây giờ là chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye mọi người. Bye bye Đạt ơi. Bye bye mọi người.